Xin chào tất cả quý vị trên Trầm Hương Nguyễn. Thì quý vị thấy Đức Tiến đến đây đúng không? Phải nói là rất là vui, Đức Tiến cùng với Trầm Hương luôn đồng hành cùng với nhau trong rất nhiều các sự kiện. Và hôm nay thì cảm ơn đến ekip của Trầm Hương đã đến đây để đưa tin về sự kiện ra mắt phim Đóa Hoa Mong Manh tại Sài Gòn, tại BSD quận 2. Quý vị cũng biết thì chúng tôi đã có hành trình rất tuyệt vời ra mắt phim tại Hoa Kỳ và hôm nay trở về với chính quê hương của chúng tôi tại Hà Nội và đêm nay tại Sài Gòn. Ước mong rằng quý vị khán giả và tất cả những ai yêu mến Trầm Hương và yêu mến phim ảnh hãy nhớ ủng hộ cho chúng tôi nha. Đóa Hoa Mong Manh được trình chiếu bắt đầu từ ngày mai 12 tây tháng 4 trên khắp nước Việt Nam. Nhớ ủng hộ và đón xem và chia sẻ nha quý vị. Cảm ơn nhiều nha. Sự cần đối, tôi sẵn sàng nghe đi. Thảo cứ coi tôi như là người tình của Thảo. Em yêu chị, em muốn được sống bên chị. Tôi không tiếc tiền bảo trợ tất cả những chương trình lớn nhỏ cho cô ấy. Rốt cuộc tôi nhận lại được cái gì? Tất cả những gì các người gây ra chưa đủ hay sao? Đừng quay giật ở đây nữa. Tôi nhắc ông đọc tuổi, ông đừng biến thành Thảo, nàng thơ của tôi, trở thành xấu xí tầm thường như vậy. Anh có thể yên tâm vì nàng thơ của anh đã tìm được người đàn ông có thể lo cho cô ấy tất cả mọi thứ. Mọi quyết định của em toàn đúng, cái đó mới là vấn đề đó. Đừng có to tiếng với em. Chúng ta đều là những kẻ đáng thương trong tình yêu. Em sẽ không cho ai cướp đi tất cả những gì thuộc về em. Đừng bao giờ để con tim mình bị tổn thương